Chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng để tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Theo báo cáo tại cuộc họp, hôm nay Đà Nẵng ghi nhận 79 ca mắc mới COVID-19, trong đó đã được cách ly tập trung 33 ca, đã được cách ly tại nhà 34 ca, trong khu vực phong tỏa 3 ca và chưa được cách ly là 9 ca. Hiện nay tại các quận huyện đang tích cực chuẩn bị triển khai các lực lượng tại địa phương, sẵn sàng các phương án thực hiện chủ trương của thành phố về các biện pháp mạnh để phòng chống dịch trong 7 ngày sắp đến, nhất là đảm bảo nguồn cung và vận chuyển hàng hóa đến cho người dân tại các khu dân cư, thực hiện nghiêm tinh thần ai ở đâu ở yên đó. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các đơn vị địa phương tiếp tục chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn trong quá trình triển khai các công tác phòng chống dịch, đảm bảo tốt nhất về mặt lực lượng thực thi nhiệm vụ. Đồng thời, đề nghị quận huyện thường xuyên có báo cáo cụ thể hàng ngày về Thường trực Thành ủy, đặc biệt tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm trong mốc thời gian 7 ngày sắp đến. Một là cái việc triển khai tổ chức lấy mẫu xét nghiệm. Đây là cái yêu cầu hàng đầu. Với cái việc phải đảm bảo đúng đối tượng và phải có mức độ bao phủ để làm cơ sở đánh giá về tình hình dịch bệnh trên cái địa bàn đó. Cái việc thứ hai là các quận huyện cho đến phường xã và đến các tổ dân phố, các đồng chí chịu trách nhiệm về việc giám sát để không cho người dân ra khỏi nhà. Cái việc thứ ba đó là Sở Công Thương và các quận huyện và các phường phải đảm bảo cái việc cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh, hiện nay các công tác chuẩn bị cho thực hiện chủ trương ai ở đâu thì ở đó trong 7 ngày sắp tới đã sẵn sàng. Các đơn vị từ thành phố đến cơ sở đặc biệt chú trọng công tác xét nghiệm sàng lọc, nhất là đề cao vai trò đặc biệt quan trọng của cấp cơ sở trong việc thực hiện chủ trương của thành phố. Mỗi cái thành bại trong cuộc này thì chúng ta hoàn toàn là dựa vào cơ sở, mà cụ thể là cấp xã phường, quận huyện và thành phố chủ yếu là kiểm tra, chứ còn mọi cái là đã sẵn sàng rất là cụ thể hết rồi. Cái sự xét nghiệm sàng lọc tới đây và xã phường chúng ta đặc biệt quan tâm cái việc này, và đề nghị xã phường á, quận huyện là phân công các đồng chí lãnh đạo cũng như các đồng chí trong ban chấp hành, các trưởng đầu ngành, chúng ta về giám sát ở từng khu dân cư trong vấn đề xét nghiệm này, và hơn hết là cán bộ xét nghiệm này phải được tinh thần trách nhiệm cao nhất và thực hiện nghiêm túc cái chuyên môn, đừng để bao giờ là có ý kiến này ý kiến nọ về vấn đề xét nghiệm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu các đơn vị địa phương cần đặc biệt quan tâm đến đời sống của người dân, nhất là trong các khu cách ly tập trung, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch của thành phố.